Sáng ngày 20 tháng 9, Công ty Điện lực Bến Tre đã chuyển số tiền hơn 209 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre để ủng hộ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 Yagi. Ông Võ Thanh Khiết, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre cho biết, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre đã sớm kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo, đóng góp ít nhất một ngày lương để chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre nhanh nhất, nhằm góp phần cùng các cấp chính quyền và bà con nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bến Tre đã thể hiện tinh thần nhân ái, cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, đồng thời cam kết sẽ chuyển số kinh phí ủng hộ này về Ban Cứu trợ Trung ương một cách nhanh nhất theo quy định. Được biết trước đó, Công ty Điện lực Bến Tre cũng chuyển hơn 209 triệu đồng đến Tổng Công ty Điện lực Việt Nam để chuyển về Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng chung cho các hoạt động cấp tập đoàn nhằm kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.